Kính thưa ông bà cô chú anh chị, mình đang có mặt tại khu chợ Tân Bình nha. Đây mình sẽ review cho ông bà cô chú anh chị xem mình áo quần chợ Tết. Này là chợ Tết chợ Tân Bình nha ông bà cô chú anh chị. Hello. Đây là chợ Tết ạ. Đây là chợ quần áo, chợ Tết, chợ Tân Bình. Quá sao đồ đẹp nhưng bà có chú chị. Đồ đẹp quá trời. Đây mình ghé đây mình lấy ba cái đồ quần rinh rồi nha, mình thấy hộ cho một cái chị đồ đây đẹp không nha chị. Này đồ bộ, này là áo. Cái này là đồ bộ nha bà cô chú anh chị. Này mình ghé lấy đồ gửi hàng về Đắk Lắk. Này mình có nhiều cái mẫu đồ bộ cực kỳ là đẹp. Và đây là đồ Tết nha, đồ Tết cực kỳ là đẹp luôn nha bà. 5 GB đóng bao giùm mà gửi. Đúng rồi. Ngày hôm qua nghe nói chỉ điện em mấy lần mà không được. Đây là những cái hôm qua nghỉ phải không? Hôm qua anh lấy giải. Hôm qua anh lấy đồ bên kia vả điện qua nói hình như không biết là nghỉ không mà điện không được, không biết nghỉ không. Dạ. Đây là những mẫu đồ cực kỳ đẹp nha, đây đồ bộ nha. Cái giá thì cũng vừa phải nha bà cô chú anh chị. Những mẫu đồ rất là đẹp nha. Mình cứ đặt hàng là mình cứ comment dưới hoặc số điện thoại nổi trên màn hình nha, giao tận nơi luôn nha. Wow, nhiều mẫu đẹp quá, quá trời đẹp. Bà cô chú mình thấy có ý nghĩa cho mình xin like và đăng ký kênh để xem tiếp những video mới nha. Đây cũng chẳng, nó cũng ngang ngang với chợ An Đông nhưng bà cô chú anh chị. Thôi chợ An Đông á. Dạ. Cái này hàng em ở chợ An Đông hả? Thôi chợ An Đông chứ ai, chợ chỉ Tân Bình hơn chợ An Đông chứ, chợ An Đông chưa về hàng mãi. Hàng này đánh chỉ mạnh hơn chứ. Chỉ các nơi tập trung về đây. Đây là đồ bộ, đây cái này là đồ bộ nha bà cô chú anh chị. Cái này là đùi phải không? Đùi, cái này là đùi. Hàng rẻ là không đâu bằng chợ Tân Bình nha. Bao toàn quốc. Đây là cửa hàng lớn luôn. Ngân Hà nha, đây là cửa hàng Ngân Hà. Bà cô chú cứ tha hồ lựa trên cái mấy cái mẫu này nha, nếu mà cảm thấy nhìn không kỹ mình bấm cái video đứng lại luôn nha. Nếu mình lựa không kỹ, mình coi không kỹ thì mình cứ bấm cho video đứng lại để mình xem nha.
là mẫu mới là luôn luôn có mẫu mới liên tục nha. Mẫu ngày có mẫu mới mẫu ngày. Dạ mẫu về hàng ngày. Còn bên này là quần. Quần cực kỳ. Rồi đây là mình lấy 5 ghi. Đây là cực kỳ. Ồ, mấy cái mẫu này đẹp quá ta. Có nhiều mẫu đồ cũng rất là đẹp nha bà cô chú anh chị. Nay là vô Tết là bắt đầu hàng chạy rồi em ha. Quanh năm á. Đây là mình đang có mặt ở cửa hàng quần áo là lớn nhất nhì ở trong chợ Tân Bình nha. Đây là shop quần áo Ngang Hà nha bà cô chú anh chị. Cửa hàng Ngang Hà địa chỉ số 38 Tân Lập. Các bạn hàng ở chợ mình có lấy đồ bán thì ghé đây nha. Ở đây bỏ đồ rất rẻ, rất nhiệt tình nha. Dễ thương, dễ chịu. Dễ thương mà dễ chịu luôn. Rất là quá trời đẹp. Đây cái hàng Ngang Hà đây. Mấy cái mẫu đồ này thì mấy em mặc vô thì hot girl, mặc vô có 6 đứa cũng thành hot girl nha bà cô chú anh chị. Những mẫu đồ quá đẹp luôn. Dạ mình kính thưa bà cô chú anh chị, cái video mình làm về review áo quần của cửa hàng số 38 Tân Lập của chị Ngân Hà thì đến đây mình xin kết thúc nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình đăng ký kênh để xem tiếp những video mới. Thấy video này ý nghĩa cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh nha. Dạ Nhất Hải Vlog xin kính chào ông bà cô chú anh chị và chúc ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật vui vẻ nha. Chào tạm biệt ạ.